Giới thiệu quán bún cá B11 Nam Trụ Nghiên nhé. Review quán bún cá Nam Trụ Nghiên. Phố nha. Bao gồm một bát bún cá. Bát bún cá này, đây, rau sống, ớt, quất, tỏi ăn, giấm tỏi, ớt chưng, tương ớt, muối ướp canh, năm. Ở đây mình cho mắm ớt này. À, đây cho nó ớt chưng nhé, ớt chưng này, ớt này. Đó. Đây bún chả cá này, bún cá này. Đó, bún cá này. Cá đây chủ yếu là cá rô phi, trọng mùng, hành, các loại rau. Các loại rau và làm. Đó. Cá rô phi. Đấy, cá rô phi, ngon không? Đấy, bát bún đây. Ngọt quá. Đó. Bát bún cá rất ngon, rất nóng. Tuyệt vời luôn. Đây là quán bún cá ở B11 B Nam Trung Yên nhé. Mọi người xem video về ẩm thực của Hà Nội thì nhớ ấn vào đăng ký và chuông bên cạnh để ủng hộ mình nhé. Để mình tiếp tục làm các cái video khác về những cái món ngon ẩm thực của người Hà Nội. Bát bún này là có giá 25k nhé. Mọi người có những cái chỗ ăn bún ngon, bún cá ngon mà rẻ, sạch sẽ nữa thì comment ở phía dưới cho mình nhé. Để mình đến để mình thưởng thức. Đó, cho rau sống vào. Đấy, rau sống rất là ngon nhá, bao gồm này, rau sống này, rau tía tô này. Đấy, chuối này, cây chuối. Đấy, mình thì ăn bún rồi mình hay ăn nhiều rau, nhiều nhau và đúng tất vào đây. Đây là dòng mùng trong bát bún này. Đấy, mình cho hết rau vào. Cho lên rau vào, đúng này, rau dúng này vào thì cái bát bún nó sẽ rau nó sẽ chín và nó sẽ ngấm các cái nước dùng này. Nước dùng rất là ngon, thấy không, ngon không? Bây giờ mình thử mình cá nhé, thử mình cá, ngon lắm. Cá rất là ngon. Thời tiết kể cả mùa hè vẫn mùa đông mình đều thích ăn món bún cá này. Hiện giờ đang là mùa đông, mọi người thấy ngoài đường mọi người mà đi làm mặc áo rét, mùa đông, trời mùa đông đang
rất lạnh. Buổi sáng mà thưởng thức một bát bún cá thế này đủ năng lượng làm việc cho cả ngày. Ngon lắm này. Ở Hà Nội bây giờ nhiều quán bún là người ta hay làm bằng bún máy sợi nhỏ và cứng. Mình không thích ăn lắm, mình thích ăn những cái sợi bún mà vẫn kiểu làm thủ công rồi đấy. Nó to hơn mà nó mềm hơn, mình tranh thủ ăn khỏi nó nguội. Rất là ngon các bạn. Quán bún cá này có cá miếng và cá chả cá nhá. Mình không thích ăn chả cá, mình ăn cá miếng. Đây, có thêm một khách là ăn. Rồng ngổ. Thank you.
Hết rồi. Ngon lắm. Hết. Nước này có màu vàng của nghệ. Nước cơm. Còn mình đi thanh toán tiền đây. Các bạn xem video nhớ ấn vào đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn. Các bạn có bún quán bún cá nào ngon ở Hà Nội thì nhớ comment bên dưới để mình đến mình thưởng thức nhá. Xin cảm ơn.